chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, Ngọc Hương thấy là các chị em phụ nữ mình nè rất là thích ăn những món như là gỏi cuốn, bò bía, đặc biệt là các món ốc nữa đó. Không phải chỉ có các chị em không đâu mà các anh cũng đông lắm đó, cũng rất là thích mấy cái nhâm nhi mà những món ốc này. Ngọc Hương thấy đi qua mấy cái quán ốc ở trong thành phố mình, các anh còn đông hơn nữa đó. Ừ, đúng rồi ha. À, vậy thì Ngọc Hương lại có một nhiệm vụ mới nghĩ ra dành cho cô chị Thảo. Ừ, đó là hãy chế biến một món ốc mà với một cái phương pháp hoàn toàn mới. Ừ, như vậy thì có ngay, cô sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và Ngọc Hương món ốc xào chuối xanh. Nguyên liệu cho món ốc xào chuối này thì chúng ta chuẩn bị 1 ký ốc bươu, 100 g thịt ba chỉ, 3 trái chuối xanh, 15 g tía tô, 15 g lá lốt, 1 trái ớt sừng, 1 ít bột nghệ, nước cơm mẻ, mắm tôm, hành tím băm, tiêu, bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm Ajingon. Đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế phần ốc này. Ngọc Hương biết không, chúng ta chọn những cái con ốc mà có cái vỏ chắc và bóng như thế này, và đặc biệt là khi chúng ta ấn vào cái phần mày ốc nè, nó rất là đầy, như vậy là con ốc rất là mập và ngon. Và cô cũng đã chuẩn bị sẵn, đây là phần ốc làm sạch rồi. Khi mà chúng ta làm sạch, chúng ta sẽ bỏ bớt những cái phần đen ở trong phần ruột ốc đi. Nhưng mà Ngọc Hương để ý thấy á, là con ốc á, thì thường nó rất là nhớt và dơ. Nhưng mà cô làm rất là sạch, không biết là làm cách nào hả cô Thảo? Khi mà mua về chúng ta rửa sạch xong rồi, Ngọc Hương sẽ ngâm vào trong nước và chúng ta đập khoảng 3 trái ớt để vào và ngâm khoảng chừng 2 đến 3 tiếng thì ốc sẽ sạch nhớt. Như vậy là sau khi chúng ta đã sơ chế sạch phần ốc rồi nè, bây giờ đến phần thịt ba chỉ thì cô sẽ cắt lát mỏng. Cô sẽ ướp gia vị vào đây gồm có là khoảng nửa muỗng cà phê tiêu cho cả hai phần này. Dạ. Hạt nêm Ajingon chúng ta ướp vào khoảng 1 muỗng rưỡi. Và khoảng 1 muỗng bột ngọt Ajinomoto. Dạ. Sau đó cô sẽ ướp tiếp đến hành tím băm. Dạ. Cuối cùng thì cô sẽ ướp vào 2 muỗng cà phê bột nghệ. Dạ. Phần cơm mẻ này thì chúng ta sẽ lọc bỏ cái phần xác đi. Chúng ta lấy phần nước và chúng ta sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh cơm mẻ. Dạ. Cô sẽ trộn đều tất cả các gia vị này lên. Dạ. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn Ngọc Hương và quý vị khán giả cái cách chúng ta sơ chế phần chuối xanh này nha. Mà cô Thảo ơi, sao cô chọn những trái to mà Ngọc Hương nhìn có vẻ là nó đã gần chín rồi đúng không cô? Thì chúng ta sẽ chọn chuối đúng là loại chuối xanh, tức là chuối già mà còn non như thế này. Và trái chuối tuy còn xanh nhưng mà phía bên trong thì không được quá non. Và phân biệt loại chuối này với loại chuối chát là loại chuối trái nhỏ mà người miền Nam thường hay dùng để ăn sống á. Thì chúng ta không sử dụng loại chuối chát đó mà chỉ sử dụng loại chuối xanh này để nấu món này thì mới đúng. Dạ. Sau khi mà lột vỏ ra xong á, thì là Ngọc Hương lưu ý là chúng ta chuẩn bị sẵn một cái tô nước có pha với một chút muối hoặc là pha với nước cốt chanh để giữ cho chuối không bị đen. Dạ. Rồi sau khi chúng ta ngâm vào trong nước như vậy rồi thì chúng ta sẽ cắt chuối ra, chẻ ra làm tư. Dạ. Và nhớ là khi chúng ta chẻ tới đâu á, thì chúng ta cũng sẽ ngâm ngay vào trong nước có pha muối hoặc là pha nước cốt chanh ngay. Dạ. Đây là phần chuối xanh mà cô đã sắt xong. Bây giờ Ngọc Hương giúp cho cô là chúng ta sẽ trần sơ phần chuối này. Dạ. Tức là chúng ta sẽ thả vào nước và chúng ta vớt ra ngay. Và khi mà vớt ra xong thì quý vị khán giả nhớ lưu ý, chúng ta sẽ ngâm ngay vào trong nước có pha với nghệ, mục đích để tạo màu cho cái miếng chuối sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta chế biến. Dạ. Sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp các nguyên liệu còn lại là ớt nè, thì chúng ta sẽ sắt khoanh. Lá lốt và tía tô thì chúng ta sẽ sắt nhỏ. Nguyên liệu chuẩn bị sẵn sàng rồi, hết rồi đó Ngọc Hương ha. Bây giờ chỉ còn việc là đặt chảo lên. À, cái chảo đâu rồi? Bật bếp lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn vào. Kế đó thì tiếp tục đến củ hành tím băm. Cô sẽ cho ốc vào trước. Ốc vừa mới chín thôi, chúng ta sẽ tắt bếp và túc cái ốc này ra. Sau đó chúng ta mới bật bếp lên. Và bây giờ cô tiếp tục cho thịt ba chỉ vào, cô xào. Cô sẽ tiếp tục cho chuối vào. Tiếp tục cô sẽ cho vào đây khoảng chừng 2 chén nước. 2 chén nước. Và chúng ta sẽ ướp thêm gia vị vào, 1 muỗng rưỡi hạt nêm Ajingon. Khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Và thêm khoảng 2 muỗng canh cơm mẻ nữa. Nước hơi cạn xuống một chút xíu. Bây giờ cô sẽ tiếp tục cho hết cái phần ốc này vào. Và chúng ta nấu sôi trở lại khoảng chừng 2 phút là được. Cuối cùng thì cô sẽ nêm vào đây thêm khoảng 1 muỗng canh nước mắm.
Nếu ban đầu chúng ta cho mắm tôm vào rồi thì có thể giai đoạn này chúng ta không cần nước mắm nữa vì mùi vị của mắm tôm, hoặc là nếu chúng ta không thích mùi vị của mắm tôm thì có thể thay thế bằng nước mắm cũng được. Và bây giờ món ăn thì đã hoàn tất rồi, chúng ta sẽ cho hết cái phần lá lốt và rau tí tô này vào và khoảng chừng vài khoanh ớt vào cho nó đẹp nữa. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi cô dì Thảo ơi. Và cô cũng đã chuẩn bị cho Ngọc Hương một phần rồi đây. Ngọc Hương hãy thưởng thức và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả nha. Cảm ơn cô dì Thảo. Cô dì Thảo rất là chu đáo. Rất là ngon cô dì Thảo ơi. Mùi vị rất là lạ miệng, đặc trưng. Ốc thì giòn giòn nè. Các nguyên liệu và gia vị còn lại á, thấm đều với nhau, làm cho Ngọc Hương ước gì ở đây có một chén cơm để có thể cùng thưởng thức đó cô Thảo. Chính xác đó. Đây là một món ăn dùng với cơm rất thích hợp. Tuy nhiên quý vị khán giả cũng có thể dùng chung với bún cũng rất là ngon. Mong rằng sau khi thực hiện xong món ốc xào chuối xanh này, Ngọc Hương và quý vị khán giả sẽ thử ngay và làm món ăn này cho cả nhà cùng thưởng thức. Và đừng quên chia sẻ cảm nhận về món ốc xào chuối xanh với Ngọc Hương cũng như cô Dự Thảo và chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi cô Dự Thảo ơi. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.